không có. Ây da, ây da, chết rồi. Gì vậy? Chết rồi, chúng tôi chăn lỗ mũi rồi em á. Ở nơi đây có một ông lão nên với gia này cũng chầu cao. Chầu cao hả? Dạ. Để lần sau anh em đến đây sẽ cúng chầu cao cho họ dùng. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Dân chào cô chú anh chị các bạn cho đồng mạng cho người nước. Anh em con chúc nha, con ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức bình an. Thì hôm nay anh em con cũng quay cho cái nhà mình xem một cái căn nhà quen mà đợt trước anh em con nó từng quay ở nơi đây rất là lâu rồi. Thì nơi đây thì rất là nhiều hiện tượng luôn. Thì ở nơi đây thì cũng là gặp bé đẹp mà đầu tiên mà anh em con đã gặp nơi mà có ông hai luôn. Cái nhà còn nhớ cái clip mà mấy trăm gì đó. Cái nhà còn nhớ clip đó không? Thì anh em con quay trái ngược nơi đây thì cũng muốn là để coi có hương linh nào đó ở nơi đây nữa không, thì anh em con sẽ giúp đỡ nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Thì nước này thì bây giờ có rất là nhiều thay đổi luôn cả nhà ơi. Ai dọn rồi vậy? Ai dọn hết trơn rồi không biết nữa. Ly hương ly vọng nữa. Cái lưu hả? Ly hương à, mình dở lên đây. Sao dở lên được? Không phải ly hương. Ly hương mà. Ủa, ly hương gì kìa vậy? Nó đó, ly hương. Đổ xi măng vô vậy? Ừ. Nó chuyển màu luôn rồi kìa. Ta họ đốt hay là sao? Cháy gần. Ở đó có ly hương nữa kìa. Cái đồng hồ nó gì? Cái đồng hồ không? Cái này cái gì ta? Cái bình bông. Có ly hương luôn. Bình bông. Có cái bình trà hay gì? Ờ, đây. Đây. Hình như nó rất là lâu rồi. Anh em mới trở ngược lại lên đây. Ủa, cái này là cái gì vậy ta? Đãi đãi hay ta? Cái này đừng hỏi nữa anh Tư. Đi vô. Có sao? Cái đằng sau mất tiêu hết vậy anh Tư ơi. Cái máy làm sao kìa? Ủa? Trống lỏng à? Cái gì? Có gì lỏng? Bữa nào không có ai, không có họ ở nơi đây nữa không ta? Lúc trước là ở đây nè, một cái nhà đó, cái nhà nhớ không? Để con sẽ cho cái nhà mình nhớ lại nha. Để cái nhà xem lại cái đoạn video nha. Rồi đi hết rồi. Đèn đâu? Anh cầm cái đèn anh đâu rồi? Trời má ơi, cái anh có cái đèn anh lấy rồi, anh lấy gì mà gì vậy? Ôi, cái gì anh Tư? Ôi, gì? Cái gì vậy quá? Giờ thật sự, rồi. Thôi. Cái tàu đắt luôn, mắng con hết sòng mới tăng luôn, căng luôn. Hả? Ủa, khói đâu trong đó nữa? Được sao?
cái đó thử được không? Không không, để thử gì tự sợ mình thử ngộ độc không? Không đâu. Rồi sao vậy? Mình cột bột mấy ngày đó nữa. Ơ kìa ra khói hoài luôn kìa anh Tư, thấy không? Rồi sao vậy nè? Nam mô A Di Đà Phật, nam mô. Cái gì anh Tư? Cái mít còn mối hả? Đợt trước nằm trong cây cột á. Đúng rồi. Vậy là thôi đi vô đi. Đây anh chừng cái cây đó. Sao bữa nay không đồng tỉnh vô? Chắc không có ai ở đây á. Không nhúc nhích gì luôn á. Ở đây không có. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay anh em con đến đây thì hữu duyên thì lâu quá rồi anh em con đến đây. À, chỉ là quay một cái đoạn phim để giúp các vị ở nơi đây thôi. Dạ ra đây đi. Họ làm cái gì? Gì? Có gì đâu Tư. Em bên trong nhà đi. Ở đây có hai cây lược. Hồi nãy ngay đây nè. Giống như cái khăn đó, khăn tắm gì vậy anh Tư. Em nghĩ là vậy á. Để cho em ông ngồi nó lần nữa nha. Thì các chị, con biết các chị Hương Linh có hiện diện ở đây để cho hai em con hiện tượng nhỏ xíu thôi cũng được nữa. Có hoặc là các chị ở đây không? Không có. Ây da, chết rồi. Gì vậy? Chết rồi, chúng mày chăn lỗ mũi rồi em á. Cái trái dừa. Từ đâu ra vậy? Ây da, cái nhà nghe cái bịch không? Chết rồi. Không có máu. Dọn em ơi. Đâu có máu đâu. Có không? Có xương bầm tím hả? Xương hả? Có xương không? Đâu là đỏ à? Ngay đây nè. Ừ. Cái lỗ mũi em bằng sắt không ngồi ơi. Một cái bụp luôn á. Nếu mà không đau là không bị gì phải không Tân? Ừ. Không sao. Đó rồi. Từ đâu đó xuống vậy? Em không biết. Trên lúc nhà hả? Quay cho lúc nhà cái. Ở trên đây có cái gì đâu. Nó nghe bột bột hơn. Nhớ một cái bịch anh có nghe không? Có nghe cái bịch có biết gì đâu. Thôi bây giờ cúng ở trong nhà không được, cúng ở ngoài đi anh Tư. Ừ. Đó.
từ lúc nhà hả? Chưa quen rồi. Quen. Có sao? Thảo nói không? Không bình thường à. Không ra máu là không sao đâu. Bình thường. Không đau luôn hả? Không đau luôn. Tôi sực kỳ vậy. Nãy rớt xuống thì không biết nữa. Nghe mấy người cả nhà nghe một cúp bịch luôn á, chẹn. Giờ không đau nè anh Tư. Tôi sực kỳ vậy. Bà đổ cái gì? Kê. Cái dừa. Đó là cái dừa kìa. Anh. Con chim cú mèo không vậy? Đây. Nha. Ủa đâu ra cái lực mấy gì kìa? À, cái lực của bé đẹp hai lần đó. À, nhớ không? À. Cúng đó rồi sao đây? Chết rồi. Đó là để lên một thờ chủ quyền một dĩa bánh như nước luôn. Lấy cái ly hộp nha. Cái lời hướng này luôn ha, đỡ đi. Ờ. Thêm nha. Hậu quẹt lên tôi, thiếu hậu quẹt hả? Mặt lỡ. Đoạn. Chết bà không hồi nãy chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay anh em con đến ở đây. Giờ anh em con có một chú đồng hành giữa tiền và bạc bánh trái hương dân đàn. Đây là cấm hành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho các chị hương linh phước bài nữa đây. Nếu mà thiếu tốn giữa tiền dùng quần áo thì đến đây mình giúp đồng hành này nha. Do đó anh em con có đặt máy tụng kinh thì mong rằng các chị hương linh phước bài nữa đây cố gắng nghe kinh niệm Phật để mau chóng được siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
đốt cái tẹn đi. Được đưa dài cái ngang đó. Ngang không cầm đứng rồi. Nè. Tỉnh tư. Anh Tư hả? Nhan nè. Ờ đợi anh tí. Bốn cây nè, chứ còn ly nước. Đốt đốt cái tiền đây. Ông ơi, một tí nữa lẩu đầu luôn rồi kìa. Đốt mà em mọi người. Ăn con hấp nhang ý nhưng cay. Rồi dạ. Nam mô Hòa Cụ Quyền Hát Tổ bên kiến họ nơi đây ơi. Thì hôm nay anh em con có cúng bánh trái và nước, hy vọng là cô Quyền Hát Tổ về dùng nha. Nam mô A Phật, Nam mô A Phật, Nam mô A Phật, Nam mô A Phật. Đây. Vô ấy ngày cô vô
đã vô tất tết vô biết biết về hết để bà lại để bà là tăng ít để bồ đề tát bà biết để ít để bà lại để bà là tăng ít để bồ đề tát bà ít để ít để bà la ít để bà la tăng ít để bồ đề tát bà nam mô a di đà bà già đa na già đa già đa điền già đa di đi đô bà tì a di đi đa đất nam bà tì a di đi đa tì ca lăng đê a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na di đa na lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa biệt già đa di đi đô bà tì a di đi đa tất tam bà tì a di đi đa tì ca lăng đê a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na di đa ga lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di đi đô bà tì a di đi đa tất tam bà tì a di đi đa tì ca lăng đê a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự cách bất gì không không bất gì cách cách thức thì không không thức thì cách thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy xa lợi tử thì chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thế cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nghi vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh phận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử phận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô sở đắc tu bồ đề tát đoạ ly bát nhã ba la mật đa cổ tâm vô quấy ngày vô quấy ngày cố vô hữu khủng bố diện liên điên đảo mộng tưởng cứu canh niết bàn tiếng nhau ơi, hãy đến đây để nó nói ngoài chuyện cho tiếng nhau biết. Em tụi em nghe anh ơi, anh đâu vậy anh? Sao để em tắt không được? Rồi nè, em xong rồi nè, anh đâu rồi? Yeah, I'm going to
Là đếm gì anh? Ở nơi đây có một ông lão nên dưới gia này cúng chầu cao. Chầu cao hả? Dạ. Để lần sau anh em đến đây sẽ cúng chầu cao cho họ dùng. Em cảm ơn anh nhắc nhở cho em nha. Dạ không, cái mũi em không có sao đâu anh. Bình thường à. Dạ. Dạ rồi. Rồi em biết rồi. Để hiểu rồi. Lúc khi chết xong lên tới.